Đức Giê-xu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chu quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giê-xu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Chào anh chị em, chúng ta vừa kết thúc mùa phục sinh với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày hôm qua. Và hôm nay chúng ta bắt đầu trở về lại mùa thường niên. Câu chuyện lời Chúa ngày hôm nay là một câu chuyện khởi đầu mùa thường niên sau phục sinh, đó là một câu chuyện bất công. Một người đầu tư rồi cho người khác thuê để làm công, sau đó họ lại không trả lại vốn cũng như hoa lợi. Khi những người được ông chủ sai đến để thu hoa lợi thì họ lại đánh đập, và ngay người con của ông chủ đến để thu hoa lợi thì họ giết chết và ném ra khỏi vườn. Đây là câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể chứ không phải câu chuyện thời sự. Ở Việt Nam, mặc dù Việt Nam thì rất là nhiều trường hợp dân oan như thế. Và như vậy chúng ta thấy cái tình trạng, cái sự tham lam, cố chấp và bằng mọi cách tạo ra một cái sự bất công xã hội hình như có từ rất lâu rồi, có từ rất xưa rồi. Và khi Chúa Giê-xu kể câu chuyện đó thì những người Do Thái, các quan chức Do Thái, họ biết rằng Chúa Giê-xu đang nhắm đến họ là những tá điền bất lương, là những người đón nhận ơn của Chúa, phước lành của Chúa, thay vì để phục vụ cho dân, đưa về cho Chúa những hoa quả tốt lành là người dân phát triển, người dân trở nên hạnh phúc, thì họ lại giết luôn các ngôn sứ của Chúa. Và đặc biệt chính Chúa Giê-xu sẽ bị họ giết và ném ra khỏi vườn, tức là Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập giá ở ngoài thành Jerusalem. Khi nghe Chúa Giê-xu kể câu chuyện đó, họ quyết tâm giết Chúa Giê-xu. Bởi vì nếu Chúa Giê-xu còn nói thì Ngài còn lên tiếng. Ngài còn lên tiếng thì tất nhiên dân chúng sẽ không còn tin họ. Và không chỉ dân chúng, mà chính tình trạng cứng lòng của họ khi không chịu quay về với Chúa thì sẽ bị Chúa ra tay. Tạ ơn Chúa vì cộng đồng dân chúng lớn lao của người Việt của chúng ta đã bắt đầu nhận ra sự thật về bất công xã hội, và mọi người đang cố gắng giảm bớt sự bất công do chính mình gây ra cho người khác. Nhưng để giải quyết được vấn đề bất công một cách trọn vẹn trong xã hội, quả tình không phải là một chuyện dễ có thể làm ngay một lúc được. Chính tin mừng mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đang làm cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Và gần như chúng ta thấy cách thức của Thiên Chúa, đó là Ngài chấp nhận cho
cho cái sự ác, sự xấu chiến thắng, để cuối cùng người con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu phải chết trên thập giá. Phải chết trên thập giá. Một cái sự thật, một cái sự đúng đắn, có vẻ như phải chấp nhận đắng cay chịu thua. Đó là điều không ai muốn cả. Nhưng rõ ràng sự ác trong thế gian đang tiếp tục lấn tới và không dừng lại. Và sự ác sẽ còn lấn tới một cách mạnh mẽ hơn nếu mỗi người chúng ta không nhận ra được cái trách nhiệm của mình. Đối với Chúa Giêsu, Ngài lên tiếng không sợ hãi bởi vì Ngài ý thức trách nhiệm của mình với tư cách là con người và với tư cách là ngôn sứ, là cứu Chúa, để kêu gọi hoán cải. Giờ này đây chúng ta cũng hãy làm điều đó. Hãy kêu gọi những người đang cố tình gây ra những bất công, đang cố tình gieo những ai oán, hãy dừng lại đi, để cho người dân bớt khổ, để cho đất nước này được phát triển. Chào anh chị em.